du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái là một trong 6 nhóm sản phẩm thuộc chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp. Tuy nhiên, số lượng sản phẩm ô cốp thuộc lĩnh vực này còn khá khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của tỉnh. Vì vậy, việc phát triển các sản phẩm ô cốp du lịch đang là hướng đi được tỉnh Bắc Giang khuyến khích, bước đầu đã mang lại kết quả khả quan. Thật tự hào khi Yên Thế là huyện đầu tiên đã được chứng nhận ô cốp cho sản phẩm này. Mô hình không những nâng cao giá trị kinh tế cho người dân mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương. Được hình thành cách đây khoảng 300 năm trước, bản ven là bản cổ của đồng bào dân tộc Cao Lan ở xã Xuân Lương, Yên Thế. Nằm trên trục quốc lộ 17, cách trung tâm thị trấn Phồn Xương 14 km về phía tây bắc. Ngày 10 tháng 10 năm 2019, bản ven đã chính thức được Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang ký quyết định công nhận điểm du lịch cộng đồng cấp tỉnh. Mặc dù được công nhận là điểm du lịch cộng đồng chưa lâu, Sòng địa danh này đã nhanh chóng được đông đảo du khách biết đến và ghé thăm thường xuyên, đặc biệt là vào các dịp cuối tuần và nghỉ lễ. Năm 2022, sản phẩm du lịch sinh thái văn hóa bản ven của Hợp tác xã Thân Trường, huyện Yên Thế đã vinh dự được công nhận là sản phẩm ô cốp 3 sao. Tự hào hơn cả, đây là sản phẩm đầu tiên thuộc nhóm du lịch cộng đồng, điểm du lịch được gắn sao của tỉnh Bắc Giang. Từ đó đã mở ra hướng đi đầy triển vọng trong phát triển kinh tế tạo thu nhập bền vững cho người dân. Đối với lại Xuân Lương thì trong thời gian gần đây thì đều được tỉnh, được huyện là định hướng phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương. Cho nên từ những cái từ từ những cái thuận lợi này thì anh em của toàn thanh niên xã Xuân Lương đã họp nhau lại, sau đấy là lên ý tưởng, lên ý tưởng để cùng với lại nhân dân ở khu bản ven xây dựng và phát triển cái mô hình du lịch cộng đồng và sau này thì đã tìm được 7 anh em đã đồng ý góp cổ phần và cùng nhau xây dựng cái mô hình này. Đến với bản ven, du khách được tham quan nhà sàn mang kiến trúc đặc trưng, ngắm cảnh, nghỉ dưỡng để tận hưởng không khí trong lành của thiên nhiên và trải nghiệm cuộc sống đời thường cùng bà con dân tộc Cao Lan như hái chè cùng bà con bản địa trên các nương đồi chè xanh, trải dài sa tít và thưởng thức hương vị chè xanh của người Cao Lan được sản xuất theo quy trình khép kín kết hợp với những phương thức bí truyền lâu đời. Uống xong vẫn có cảm giác vị ngọt ngọt nơi đầu lưỡi. Nếm mật ong rừng tự nhiên, bánh khảo, kẹo lạc. Đặt cơm với các món như thịt lợn rừng, lợn mán, lợn quay lá mắc mật. Gà đồ yên thế đã được cả nước biết đến. Sồi ngũ sắc, sồi chứng kiến, ốc khe, măng đắng, rau dớn, hoa chuối rừng. Vừa ngắm cảnh thiên nhiên hùng vĩ, được tắm mình dưới thác nước đổ. Để rồi cảm nhận mối giao hòa giữa con người và thiên nhiên, được thưởng thức những nét văn hóa văn nghệ truyền thống về trang phục, hát xình ca, hát hen, múa sạp, giao lưu dân vũ. Với sự ưu đãi của thiên nhiên, cùng với những nét sinh hoạt văn hóa phong tục độc đáo riêng của người dân nơi đây, điểm du lịch cộng đồng bản ven đã để lại ấn tượng cho hàng vạn du khách trong và ngoài nước. Hôm nay em đến đây rất là bất ngờ ấy, là Có rất nhiều hoạt động này, có những uh, khung cảnh rất là đẹp và hoạt động tổ chức ngày Quốc khánh nữa nên là em cũng cảm thấy là vừa tự hào vừa vui mừng nữa. Du lịch của Bắc Giang mình cũng rất là phát triển giống như là em cảm thấy là cảnh khung cảnh đây gần như là kiểu Đà Lạt thế chị chứ không phải là giống Bắc Giang nữa. À, mình đến Bản Ven mình thấy là phong cảnh ở đây rất là mát mẻ này và được thưởng thức các cái văn hóa của Bản Ven về nghệ thuật thì được xem các uh, điệu múa của người dân tộc ở đây và được uh, uh, nghe các điệu hát, điệu hát đối và được uh, thưởng thức các món ăn uh, uh, như là sôi ngũ sắc này, uh, rau dớn này và rất nhiều các món ăn khác ở Ờ, nơi đây. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn bè của mình đến du lịch ở Bản Ven để có thêm, biết thêm về cái văn hóa của Bản Ven. Đây là lần đầu tiên thì mình đến khu du lịch Bản Ven của Yên Thế thì mình cảm nhận thấy đây là một cái điểm đến của Yên Thế mà có rất là nhiều các cảnh đẹp, các vị trí check-in đẹp mà bản thân mình cảm nhận thấy là con người rồi cảnh quan ở đây rất là thân thiện là có lẽ đây là một cái nơi sẽ là rất là tiềm năng của Yên Thế phát triển về du lịch mà mình sau này khi mình đến đây rồi mình sẽ giới thiệu cho các bạn bè của mình sẽ đến đây tham quan và check in các địa điểm của bản ven để xây dựng sản phẩm ô cốp du lịch tại điểm du lịch này hợp tác xã Thân Trường đã chú trọng đầu tư đảm bảo chỗ nghỉ ngơi ăn uống tổ chức các hoạt động tham quan ngắm cảnh trải nghiệm cuộc sống lao động sinh hoạt của người dân trong làng các hoạt động văn hóa văn nghệ mang đậm nét văn hóa truyền thống địa phương để phục vụ nhu cầu của du khách. Đặc biệt, từ khi được công nhận là sản phẩm ô cốp, du khách đến tham quan trải nghiệm bản ven ngày một đông hơn, nhất là vào những kỳ nghỉ lễ Tết, thứ Bảy và Chủ nhật, lượng khách rất đông tới hàng trăm du khách mỗi ngày. Chỉ tính riêng từ năm 2023 đến nay, điểm du lịch cộng đồng bản ven đã đón hơn một vạn lượt khách. Cao điểm trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm 2023, bản ven đã đón hơn 5.000 lượt khách, trong đó nhiều khách ở các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hải Dương, thậm chí có cả các khách nước ngoài đến tham quan, trải nghiệm. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư thêm các cái nhà nhà sàn cộng đồng để đón du khách. À, tiếp theo thì chúng tôi cũng đã quy hoạch các cái diện tích về 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 mặt cảnh quan. Bên cạnh đó thì về các cái chất lượng dịch vụ thì chúng tôi luôn muốn mỗi một ngày chúng tôi sẽ có một cái chất lượng dịch vụ tốt hơn, một bài bản hơn thì trong tháng 12 năm 2023 thì chúng tôi cũng đã có những cái lớp tập huấn dành cho những cái hướng dẫn viên của của điểm và để để có thể đón khách được chu đáo và đem lại cái chất lượng dịch vụ tốt nhất. Việc được công nhận là sản phẩm cốp đang ngày càng nâng cao giá trị của điểm đến, thu hút đông đảo khách du lịch, mang lại lợi ích thiết thực cho các chủ thể và cộng đồng dân cư. Đồng thời, thông qua phát triển du lịch đã tạo động lực để người dân nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy tốt hơn các giá trị văn hóa dân tộc, bảo vệ tài nguyên, môi trường. Được biết hiện nay, Hợp tác xã Thân Trường đã và đang tích cực thực hiện kế hoạch nâng tầm sản phẩm du lịch sinh thái văn hóa bản ven. Trong đó, tập trung vào các tiêu chí đạt điểm thấp, nhất là nâng cao trình độ đội ngũ lễ tân, hướng dẫn viên, đầu bếp, hoàn thiện các điều kiện để nâng sao cho sản phẩm của mình. Cùng với đó, Hợp tác xã cũng rất mong nhận được sự hỗ trợ của các cấp, các ngành để sản phẩm ô cốp 3 sao du lịch sinh thái văn hóa bản ven ngày càng phát triển góp phần thúc đẩy kinh tế chung ở huyện yên thế